Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua tiếp tục nói tới cái việc mà chấp nhận crypto rộng rãi ngày càng mở rộng đó chính là tình hình liên quan tới El Salvador. Thì nhiều bạn có thể biết là El Salvador cũng đã ký vào luật là sẽ công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp ở El Salvador và chúng ta tới cái ngày mà có hiệu lực của luật đó đã không còn xa nữa là chúng ta thấy được ngày 7 tới tháng 9 là bắt đầu. Thì thông tin mới nhất được chia sẻ bởi tổng thống Berkeley của El Salvador đó chính là ngày 7 tháng 9 á, thì ngày đó đó cái ứng dụng Sivo nhưng Sivo này là một cái ví điện tử mà người dân của Salvador có thể sử dụng và ví điện tử này để người dân có thể là đổi đồng đô la qua Bitcoin và ngược lại thì đây là một cái ví mà người dân có thể sử dụng nhưng mà tổng thống Berkeley đã nói rất rõ ràng là không có bắt buộc người dân phải sử dụng đây là một cái sự lựa chọn mà thôi người dân có thể sử dụng bất cứ cái ví nào mà họ muốn hay là họ không thể sử dụng Bitcoin người dân cũng không cần phải Bitcoin họ sẽ tiếp tục sử dụng đồng đô la Tại vì nước El Salvador họ không có tiền của quốc gia của họ Họ dùng đồng đô la mà thôi Thì tất cả đều hoàn toàn là phụ thuộc vào người dân hết Nhưng mà những người nào mà sử dụng setup à, lần đầu đó Thì sẽ được nhận 30 đô la bằng Bitcoin Và Bitcoin này có thể dễ dàng chuyển đổi thông qua cái ứng dụng SIVO Hay là họ có thể được chuyển đổi rút ra tiền từ khoảng chừng là 200 cái ATM máy rút tiền Ở trong nước của El Salvador Đây là cái sự chuẩn bị liên quan đến cơ sở hạ tầng của El Salvador để mà chào đón Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp và đương nhiên không phải là tiền tệ duy nhất mà Bitcoin sẽ song song với đồng đô đồ la ở nước El Salvador. Kế tiếp cũng là thông tin liên quan đến chấp nhận sự phát triển của Bitcoin và crypto thì các bạn thấy được là công ty cho vay liên quan tới bất động sản lớn thứ nhì của Hoa Kỳ đó đó chính là United Wholesale Mortgage thì họ đã ra thông báo đó là họ sẽ sớm cho mọi người có thể thanh toán cái tiền nợ mua nhà bằng Bitcoin thì đây là công ty rất lớn lớn như thế nào nhưng bạn nào mà Hoa Kỳ cũng đã nghe nói tới công ty cho vay Quicken công ty United Wholesale Mortgage này là lớn thứ nhì chỉ đứng sau lưng công ty Quicken mà thôi thì bây giờ họ sẽ nói là họ sẽ cho các bạn sử dụng Bitcoin để mà trả cho tiền nhà các bạn thì điều này đó các bạn nghĩ như thế nào bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết là khi họ nhận Bitcoin rồi họ có đổi ra thành tiền pháp định hay là không nhưng mà Bitcoin đó, sử dụng Bitcoin để mà mua đó thì một trong những cái sự lo sợ lớn nhất là lợi với Bitcoin tăng giá thì như thế nào Nhưng mà đối với việc là dùng Bitcoin để mà trả tiền nhà đó thì cũng không có đến nỗi nào Các bạn đều ít ra nhà cũng là một loại tài sản Nhà cũng cho các bạn có thể là chú ngủ được Cho nên dùng Bitcoin để mà trả tiền nhà cũng không có gì gọi là quá xa xỉ Không giống như là dùng Bitcoin để mà mua xe hay là dùng Bitcoin để mà mua thức ăn vân vân. Thì các bạn nghĩ sao? Nếu như các bạn có cái sự lựa chọn là dùng Bitcoin để mà trả tiền nhà Các bạn có trả tiền nhà hay là không Một trong những vấn đề thường suy nghĩ đến chỉ là liên quan đến thuế mà thôi Đương nhiên khi các bạn dùng Bitcoin để mà trả tiền nhà Thì các bạn coi như là bán Bitcoin đó và cần phải thay thuế Đó chính là luật của Hoa Kỳ hiện tại Thông tin kế tiếp cũng liên quan đến sự chấp nhận của thị trường crypto này Thì khoảng chừng là 85.000 nơi buôn bán ở Thụy Sĩ đó Bây giờ đã có chấp nhận thanh toán bằng crypto thì làm sao họ làm được đó chính là một cái sự hợp tác giữa hai công ty đó chính là công ty thanh toán ở nước Pháp có tên là Worldline công ty này sẽ hợp tác với công ty Bitcoin Switch và thông qua sự hợp tác này đó có thể sử dụng cái ứng dụng đó chính là ứng dụng WL Crypto Payment ứng dụng này sẽ cho những người sử dụng ứng dụng này Thụy Sĩ đó có cái sự lựa chọn là thanh toán bằng crypto và sau thanh toán đó thì những nơi mà chấp nhận thanh toán đó đương nhiên họ không cần phải lưu trữ crypto nếu họ không muốn thì họ có thể chuyển đổi trực tiếp qua bên đồng Swiss franc thì khi mà thay đổi như vậy đó thì đương nhiên là họ sẽ không cần phải chịu những cái sự rủi ro khi mà giá cả lên xuống khi mà họ lưu trữ crypto thì đây cũng là một trong những cái thông tin rất là lớn liên quan tới việc chấp nhận crypto và bitcoin và những bài nào cũng đã nhớ đó là cách đây không lâu thì ngân hàng đầu tiên ngân hàng đầu tiên chứ không phải là sàn đầu tiên ngân hàng đầu tiên mà cho người dân có thể tham gia vào staking Ether 2.0 đó chính là ngân hàng Signum đây là một trong những ngân hàng ở Thụy Sĩ Thụy Sĩ tiếp tục là một trong những quốc gia mà rất là chào đón crypto và sự phát triển của crypto nhiều người thường hay gọi Thụy Sĩ đó là crypto valley giống như là các bạn có thung lũng Silicon thì bây giờ đó ở Thụy Sĩ họ gọi là thung lũng crypto thông tin kế tiếp đó, thì đây là một cái tài liệu được chia sẻ bởi Deloitte mà chúng ta không có thời gian nhiều để mà chia sẻ những thông tin chi tiết tại vì đây là một cái tài liệu cũng là khá dài như là bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà tài liệu này đó hiểu cách đơn giản đây là một cái thống kê của Deloitte Deloitte là công ty mà cạnh tranh với lại KPMG mà thường đã làm trước đây đó thì Deloitte đó đã đưa ra một cái bản thống kê và đã thảo sát tổng cộng là 1.280 những người mà có quan chức cấp cao trong ngành tài chính thì 1.280 người này đó là nhiều nữa khác nhau như là các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ, ở Brazil, ở Nam Phi, ở UAE, ở Vương quốc Anh, ở Germany, nghĩa là nước Đức, ở Trung Quốc, ở Singapore, ở Hồng Kông và ở Nhật Bản thì 1.280 người này đó những cái thống kê nổi bật đó được chia sẻ bởi Forbes đó chính là 76% của những người được hỏi đó đây là những người mà chuyên về tài chính thì họ nghĩ là Bitcoin và crypto đó có thể trở thành một cái sự lựa chọn thậm chí có thể là thay thế tiền pháp định trong vòng 10 năm cho được đây là một sự thay đổi rất là lớn, 76% nghĩ là Bitcoin và Crypto có thể là một sự lựa chọn hay là sự thay thế tiền pháp định trong vòng 10 năm và 81% có nghĩa là 1.300 quan chức cấp cao, giám đốc cấp cao đó mà được hỏi đó thì họ nghĩ như thế nào về Blockchain và công nghệ thì họ nghĩ là Bitcoin và tiền kỹ thuật số đó thì bây giờ đã có thể là trở thành một phần của tài chính và coi như bây giờ đó đã được chấp nhận rộng rãi rồi và 73% nghĩ đó là công ty của họ nên chấp nhận Bitcoin, crypto hay là blockchain nếu như không đó thì nguy cơ là sẽ thua cho những công ty nào mà đi trước và chấp nhận những công ty nào chấp nhận crypto và blockchain bây giờ sẽ có lợi thế hơn trong tương lai đây là cái thống kê được chia sẻ bởi Deloitte mà tôi muốn mang đến cho các bạn và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin này là một cái vụ lộn xộn liên quan tới sàn Binance hiện bây giờ. Một số bạn hỏi thần cho mình tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn thì ở trên Twitter đó có một người đây là một người ẩn danh có tên là Full -time Apps thì ngưỡng người ẩn danh này các bạn thấy được là cái Twitter này cũng khá là mới chia sẻ cái thuyết đầu tiên đó là ngày 21 tây tháng 8 và người này nói là oh wow các bạn thấy được là hầu như là cái Twitter này đã bị xóa rồi hay sao đó tại vì khi thằng bấm vào nó lại không có lên nữa nhưng mà các bạn thấy được là người này đó những gì mà thường thấy được trước đây đó là người này chia sẻ cách đây hai ngày đó chính là làm việc cho binance là một cái người chuyên về kỹ sư thông tin và nói là Binance đang lừa đảo mọi người, tại vì Binance lúc nào cũng giữ một số tiền lớn để làm gì? để cho họ có thể pump hay là đâm bất cứ một cái token nào để thanh lý những người mà đang chơi trên sàn Binance, để thanh lý những người mà đang trade trên sàn Binance và người này nói là người này có những cái chứng từ như là thu âm hay là video có thể chứng minh được những gì người này nói là sự thật liên quan tới sàn Binance và người này đã tiếp tục nói thêm một số những thông tin nhưng mà cho tới bây giờ đã vẫn chưa thấy được đưa ra cái uh, dẫn chứng nào hết hay là bất cứ một cái bằng chứng nào hết. Chỉ nói là sẽ trong thời gian ngắn chia sẻ những cái bằng chứng, những cái uh, thu âm hay là những cái video để mà chứng minh là sàn Binance để một số tiền lớn để mà thanh lý những người mà sử dụng sàn của họ để họ kiếm lợi nhuận. Thì uh, đây là một lời cáo buộc liên quan tới sàn Binance để thùng refresh lại xem coi là cái twitter này còn hay là không. Thùng copy cái twitter này lại. Tại vì sàn Binance cũng đã phản ánh lại cái người này khi mà thuận refresh lại các bạn thấy được là cái uh, twitter này nó đã không còn nữa để thuận đi tìm kiếm coi thì các bạn thấy được là cái twitter này đã bị xóa rồi thì tại sao các bạn thấy được là đương nhiên không biết được nhưng mà hồi sáng này đó thì binance cũng đã phản ánh lại cái người mà chia sẻ cái thuyết đó đương nhiên chúng ta không biết là ai nhưng mà nói là đây là những lời cáo buộc và những lời cáo buộc này đó là không có bằng chứng và họ muốn là một điều rất là rõ ràng ở đây là binance không bao giờ giao dịch ngược lại với khách hàng không bao giờ làm giá thị trường và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó và những lời cáo buộc này đó là chủ yếu đem những cái sự lo sợ đến cho thị trường và cái người mà cáo buộc này đó đó chính là một người giả danh là nhân viên của sàn Binance và sàn Binance có thể sẽ dùng biện pháp pháp lý để mà đối phó với những người này thì có thể là cái người này đã uh, lo sợ hay gì đó cho nên các bạn thấy được là cái Twitter đã, đã bị delete rồi chứ không còn nữa Đương nhiên sàn Binance không delete được Người này có thể là họ lo sợ cho nên họ đã delete cái tweet của mình Nhưng mà cái mà thường chia sẻ của bạn là thông tin mới nhất Cho đến cái thời điểm mà sáng này đã sau bốn cái tweet Thì hai ngày sau đó chúng ta vẫn chưa thấy người này đưa ra bất cứ một cái dẫn chứng nào Chứng minh là những lời đó đó, những lời cáo buộc đó là sự thật Và Binance các bạn thấy được là đã đứng chính rất là mạnh phản ánh lại Là họ không có làm những điều đó Và những ai mà giả dạng là nhân viên của sàn Binance Là họ có thể sử dụng biện pháp pháp lý để mà đối phó và đây tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thùng Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thùng Capital hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit và nhận được bonus và bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí cũng như các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Ascend EX hay là sàn Fashion Moon XBT và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase và những ứng dụng như là ứng dụng landing có lãi như là BlockFi hay là khoan và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn